Chào thầy và các bạn, em tên là Lê Hoàng Minh, mã số sinh viên 18146173, học vi xử lý lớp thứ 6, tiết 123. Hôm nay em xin trình bày bài tập 10, làm bài đếm sản phẩm theo video hướng dẫn của thầy. Đầu tiên em xin vẽ mặt nguyên lý, trình bày phần vẽ mặt nguyên lý qua phần mềm Plotter. Ở đây em đã lấy các linh kiện cần thiết như tụ, nút nhấn, button, thạch ăn, màn LCD, hai điện trở và một vi điều khiển PIC16F887. Chân VSS nối với đất và chân VDD nối với nguồn. Chân RS đến RRS, RW và Enable sẽ nối lần lượt cho RE0 cho đến RE2. Chân D4 đến chân D7 sẽ nối từ RD4 cho đến RD7. Ở đây mình sẽ không có sensor nên mình sẽ dùng nút nhấn để thay thế cho sensor ha, cho cảm biến. Nút nhấn này sẽ nối vào chân RE4. Chân nối cùng và một chân nối chung với lại điện trở 220 ohm. Nút nhấn này mình sẽ tự sửa tên là sensor. Tiếp theo là thạch ăn. Thạch ăn lần này mình cũng sử dụng là thạch ăn 220 mA. Thạch ăn 20 mA. Xin lỗi ạ. Tiếp theo là phần nút nhấn up down. Trên là nút nhấn up và dưới là nút nhấn down. Nút nhấn up mình sẽ nối vào chân RB0 và nút nhấn down là RB1. Tên
là nút nhấn up, còn đây là nút nhấn down. Vậy là mình đã trình bày xong phần vẽ mặt nguyên lý bằng phần mềm Protus. Tiếp theo là phần viết và giải thích lưu đồ. Đầu tiên là Begin, khai báo thư viện, khai báo biến, cấu hình các chân. Mặc định hiển thị số mắt ở trên màn LCD lúc ban đầu là 15, hiển thị số mắt khởi tạo timer 0. Đọc và hiển thị giá trị từ timer 0 lên LCD. Đầu tiên kiểm tra nút nhấn, nếu mà chúng ta nhấn nút up thì tăng số mắt lên một đơn vị. Nếu chúng ta nhấn nút nhấn down thì giảm số mắt xuống một đơn vị và hiển thị số mắt khi đạt giá trị kiểm tra sản phẩm bằng số mắt thì nhấp nháy dòng chữ đã đủ sản phẩm ở dòng 2 của LCD và tiếp tục vòng lặp như vậy cho đến khi đạt được yêu cầu và cuối cùng là kết thúc. Tiếp theo là phần viết chương trình. Tiếp theo là phần viết code và giải thích code. Đầu tiên là khai báo thư viện include 16F887. Thạch anh sử dụng ở đây thạch anh 20m nên khai báo là fuse HS delay clock 20m. Khai báo thư viện LCD. Các chân LCD enable mình gắn với chân E2 reset nha. RS gắn với E0, RW gắn với E1 và A4 đến A7 gắn với chân D4 đến chân D7. Tiếp theo khai báo thư viện của LCD, include lcd.c, gán nút nhấn up cho chân B0 và nút nhấn down cho chân B1 như phần vẽ mặt nguyên lý ở phần mềm Protus. Khai báo thai biến SB và số mắt. Đây là chương trình con hiển thị sản phẩm. Chương trình con hiển thị sản phẩm hiển thị SB, LCD go to XY12 là dời con chỏ về vị trí đầu dòng 2 để hiển thị số sản phẩm đếm được. Printf, LCD bút C là xuất đầu tiên sẽ hiển thị chữ sản phẩm. Phần trăm 02U sẽ hiển thị cả số 0 vô nghĩa đằng trước. Là lúc nào cũng hiển thị hai số, là nếu mà là 123 thì nó sẽ hiển thị 01, 02, 03. Xuất nội dung, chương trình con hiển thị sản phẩm mắt. Đây là hiển thị số mắt. Thì LCD go to XY11 dời con chỏ về vị trí đầu dòng 1. Hàng 1 của LCD luôn ha. Hiển thị tương tự như vậy, hiển thị chữ sản phẩm mắt. Phần trăm 2U số mắt. Tiếp theo là phần chương trình chính. Đầu tiên khai báo hai chân bọt xuất ra là chân set là D và chân E. Set chip D, set chip E. Hàm khởi tạo LCD init. Mặc định số mắt bằng 15. Số mắt ban đầu hiển thị sẽ là 15. Set up timer 0 to ST L to low to high T0 DIV1. Mỗi lần có xung qua là nó sẽ đếm lên một lần. Còn nếu mà vật giống như có hình chữ U thì mình sẽ có hai lần đi qua thì đếm một sản phẩm thôi thì mình sẽ hiện sửa một đây thành số 2. Tương tự như vậy cho các phần mà có xung lớn, có xung khác nhau ha.
timer đi từ 0, set timer 0. Phần chương trình log sản phẩm bằng get timer 0 hiển thị sản phẩm. Đây là kiểm tra nếu mà nút nhấn có nhấn nút nhấn up ban đầu bằng 0. Nếu mà nhấn nút một lần thì sẽ chờ thẻ dòng loạt while chấm than đảo input up là chọn chờ thẻ nút nhấn. Nếu mà nhấn thì số mắc sẽ nhỏ hơn 20, số mắc cộng. Nếu mà nhấn đã up một lần thì sẽ tăng lên một đơn vị. Tương tự như vậy, nếu nhấn down thì sẽ giảm đi một đơn vị và số mắc sẽ luôn luôn lớn hơn 10. Nên chúng ta chỉ giảm được tới 10 thôi ha. Hiển thị số mắc. Tiếp theo, nếu sản phẩm đã bằng số mắc thì sẽ nếu đã sản phẩm đã bằng số mắc thì sẽ không đếm nữa và nhấp nháy dòng chữ để đủ sản phẩm. Đây là vòng lặp ha. Delay 300 mili giây. LCD go to XE là hiển thị dòng một. Đầu dòng 1, thứ 2 của LCD, dòng 2 của LCD. Đầu dòng 1, hàng 2 của LCD. Delay 3 và chớp nháy liên tục nên LCD boost C đã đủ sản phẩm và có delay 300 mili giây. Tiếp theo cũng là LCD boost C nhưng mà để chống delay 300 mili giây để nhấp nháy dòng chữ đã đủ sản phẩm. Tiếp theo là phần mô phỏng. Đây, sản phẩm max ban đầu mặc định hiển thị là 15 và số sản phẩm ban đầu chưa đếm là 0. Bây giờ mình sẽ nhấn up tăng số sản phẩm max lên 1 và tăng lên được tối đa là 20. Sản phẩm down giảm, nhấn down một lần giảm đi một đơn vị và giảm được cuối cùng nhỏ nhất là 10. Khi mà nhấn sensor thì bắt đầu, khi mà sensor được kích hoạt thì sẽ bắt đầu đếm 1. Khi mà đếm đủ sản phẩm bằng số sản phẩm max thì sẽ nhấp nháy dòng chữ đã đủ sản phẩm. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.